Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Đào Cường. Lời đầu tiên, Đào Cường xin chúc cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa cô chú, anh chị và các bạn, có tin đồn rằng show diễn của ca sĩ Hồ Văn Cường không có người xem. Thưa cô chú, anh chị và các bạn, đó là những cái tin đồn thất thiệt và những cái tin đồn với cái sự ganh ghét và ghen tị với em Hồ Văn Cường mà thôi. Và Đào Cường xin gửi đến cô chú anh chị một cái clip mà Đào Cường quay được ở thành phố Cần Thơ của show diễn ngày 28 tháng 5 tại Cần Thơ. Nó không đẹp, nó không có xuất sắc, nhưng thưa cô chú anh chị và các bạn, cái clip này nó chứng minh cho cái điều rằng ca sĩ Hồ Văn Cường show diễn của em rất đông khán giả xem. Đào Cường đi trực tiếp và Đào Cường quay lại cái clip. Đào Cường xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn.
ở nhà buổi tối đi về ấm áp trong tình thi của đại gia đình con nói nó không chịu đâu cái đầu đá thì mới chịu chào con nói đây nó lên nó mẹ rồi chúng ta trình dài từ hôm nay và đã đáp xuống cái sở của cái cho cái sở của gì câu hò câu hát những bà dân ca những đậm chất của miền Tây sông nước và đặc biệt hôm nay tại đây có rất là nhiều đợi con rất là lâu lắm rồi đúng không quý vị? Thì có những cảm xúc tâm đời có những niềm vui có những nụ cười khi được nắm tay con một khi được một lần và cũng có những nụ cười có tiếng khóc trong sự hạnh phúc được thấy con tỏ tận tâm tỏ sáng và trưởng thành với mỗi ngày đó là niềm vui của cái đại gia đình đúng không ạ? Và trong cái niềm hân hoan này cô chúc con cái lời cô cuối cùng này con hát thật hay và chương trình của Mai được thành công tốt đẹp trong chuyến bay cuối cùng này. Xin cảm ơn đại gia đình đã đồng hành với cô Phúc Tân Hữu Quốc Tân. I love you. Bác bác. Thưa cô chú, anh chị, các bạn, qua clip chúng ta thấy rằng cái tin đồn và cái sự ganh ghét của người ta đối với em Hồ Văn Cường là không có đúng. Show của em Hồ Văn Cường rất đông người đi xem qua cái clip mà Đào Cường đã quay tại Cần Thơ vừa rồi đã gửi đến cô chú, anh chị và các bạn. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem clip ủng hộ kênh YouTube của Đào Cường. Chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Mọi người đừng quên tặng cho Đào Cường một like, cũng như là ai chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của Đào Cường. Đào Cường xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ở những clip sau.